the back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Như quý cô chú anh chị mình đã thấy, đó là cái đoạn đường trước nhà của mình ha, của Cường ha. Thì trước nhà Cường hẻm thông hai bên luôn nha quý cô chú anh chị. Thì đường rồi đi rất thích hợp, rất tiện lợi cho quý cô chú anh chị mình nha. Cực kỳ rộng. Thì căn nhà này tôi muốn review cho quý cô chú anh chị mình là ngang 4m, dài 10m. Có sân trước, sân sau. Đặc biệt là có 3 phòng ngủ nha quý cô chú anh chị ha. Thì mời quý cô chú anh chị mình theo chân Cường vào để tham quan ngôi nhà này ha. Nhà thì vẫn là cửa cái, cửa sắt, được ốp kính, chất liệu chống rỉ sét theo quý cô chú anh chị. Thì điều đặc biệt hơn ở đây ngang 40 nhưng mà cũng làm được 3 phòng ngủ nha quý cô chú anh chị ha. Thì ở trong nhà thì vẫn là cái không gian dưới mặt là không gian của phòng khách. Thì không gian của phòng khách là ngang 4m, dài khoảng 5m, quy khoảng 20m2 hơn quý cô chú anh chị. Thì đặc biệt ở đây là Cường có làm tranh cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. Thì nay Cường hơi ốm thì quý chú anh chị mình thông cảm ha, nói không rõ. Đây, họ giống như thác nước, được chiều đò, có cá, giống như cá chép thì đem lại lọc cho mình ha. Đây, rồi ha, nói chung là giới thiệu sơ thôi. Tiếp theo là thạch cao, trên thạch cao Cường có lại cái đèn led, khi chưa là nó cái đèn led lớn ha, tạo cái ánh sáng rất thông thoáng cho mình. Thì gạch tường được ốp lên 1m2, trên tường là được dán đèn cao cực kỳ mới và cực kỳ đẹp ha. Thì kế tiếp đó của cái phòng khách của mình á là không gian không biết ở không gian này Cường có xây một cái 13 cái tranh chấp á cho mình để cái đầu không khí lưu niệm bắt đồng hồ bắt tivi như đây ha. Thì bên trong đây là không gian của cái phòng bếp của mình, biết là tủ nhôm nước 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 bóng cánh hay bóng cánh, phía dưới là được ốp gạch ha và đá hoa cương, đầu đá hoa cương trên thì nước thì Cường có cũng có sẵn rồi ha, nói chung đồng hồ điện đồng hồ nước có sẵn quý của chú chị mình luôn đó. Bên Cường thì toàn bộ nhà cửa là đều có điện nước hết nhá, phía dưới là cũng nhơn, bên đây là khu vực của máy giặt, đây ống cấp nước, ống cấp xả ha. Toàn bộ hệ thống cửa là hệ thống điện là hệ thống điện ngâm hết ha. Thì phía sau đây đặc biệt mình có một cái giếng trời của chú anh chị. Đây bên phía giếng trời này đấy, phía trên Cường có làm khung sắt bảo vệ cho mình rồi để chống cái tạo cho cái độ an toàn cho ngôi nhà mình ha. Thì gạch thì ốp lên tới 2m, nhưng như tại Cường đưa lên cho quý chú chị thấy luôn là 2m. Bên đây thì có kính nè, đấy, có kính nè, có nhiều bồn giữa mặt nè, có giò nước nè ha, đặc biệt đầy đủ tiện nghi luôn ha. Và bên đây là toilet nè, toilet mình đặt phía ngoài nha quý chú chị. Diện tích ngang 4m, chắc lợi là ngang 4m dài 10m đấy. Gạch ốp lên 1m6, phía trên là nền bánh gai, có đèn led, đấy, đèn led trong toilet rất sang trọng ha, có một đầu đồ đợi sen thì đủ rồi. Thì đây là khu vực cầu thang của mình. Thì ở khu vực cầu thang này thì tay cầm là tay cầm từ gỗ thân xe, gỗ thân xe có trụ ha, đá hoa cương đen. Nói chung mình cũng nhắc lại lần nữa là phòng ngủ cũng là cho mình chứ không thể nó sạch lỏng được nước ha. Giờ mà chỉ xanh hết toàn bộ quy hoạch chỉ xanh bắt đầu. Dạ vâng, thì công năng sử dụng của tầng lầu của mình á là 3 phòng ngủ trên tầng lầu như quý cô chú anh chị ha. Thì đi theo chị Cường để tham quan ha. Thì đây là các phòng ngủ thứ nhất này, cửa vô được kính đấy. Phòng ngủ thứ nhất nó cũng rộng rồi, thì đèn Cường có sẵn này, đóng cao và đóng nắp phong là đủ ha. Thì phía trên đây Cường không có gạch nha quý cô chú anh chị, Cường chỉ đang gạch lên một tất cả với thật để tạo cho mình luôn sạch sẽ hơn. Đây là phòng ngủ thứ hai. Đây, phòng ngủ thứ hai mình có nhà nó che nhỏ cũng như phòng ngủ này ok ha, cho chơi phòng lái này vô cực kỳ luôn ha. Đấy, có đèn đều sáng ha, cửa cũng nhôm
và kính ha, chất liệu của nuôi con mồi côi, chất liệu của cá hấp quý các chị. Đây, hồn ngủ này, hồn ngủ cuối cùng, hồn ngủ thứ ba trên lầu. Cùng nhất là diện tích chỉ ngang 4 ngày 10 thôi nha, còn làm được 3 phòng ngủ như quý các chị. Thì cái phòng ngủ này đặc biệt rộng hơn các phòng ngủ kia. Phía trên là có đèn ha, phòng ngủ này có cửa sổ ha. Đây, có cửa sổ không có, rất chi là không có ha. Ở đây là cửa cái cho mình. Cửa cái thì cũng một cái. Và ngoài đây là khu vực ban công của mình nha quý cô chú anh chị. Khu vực ban công quý chú anh chị đã thấy không, rộng lắm. Thì trên đây mình có để cái đèn ở ngoài luôn nè. Có đèn, mái che là mái che sắt và chất liệu ngói luôn ha. Rất là mới, rất là đẹp ha. Mình phía trước mình có sân luôn, có thể để đại. Ở đây mình có thể được trải đám tiệc ở đây luôn ha. À cũng được cả 10 người mấy bàn cũng quý vị ha. Bên kia là giải nhà của Cường, hồi nãy mình vừa mới quay đấy. Tôi cũng xin nhắc lại cái vị trí của ngôi nhà của Cường ha, nằm là ở trục đường Hưng Long 11, cách chợ Hưng Long 500m. Thì đầy đủ trong vòng thu quy 500m thì đầy đủ với cơ sở hạ tầng những quý chú anh chị ha. Thì nhà Cường nhắc lại thì diện tích ngang 4m, dài 10m, có phòng khách, phòng bếp và có sân trước, sân sau với trời ở quý chú anh chị. Đặc biệt là có 3 phòng ngủ trong nhà của quý chú anh chị. Thì với cái giá 820 triệu, giá 820 triệu mình đã được sở hữu căn nhà này. Nhà là sổ hồng mỗi người mỗi căn nha quý chú chị nha, sổ hồng riêng ấy nha. Thì đặc biệt ở đây á là Cường có 3 phòng ngủ thì giá 820 Cường vẫn còn thương lượng mạnh cho quý cô chú chị mình ở nha. Nếu cô chú chị mình thấy thích thì hãy liên hệ lại cái số điện thoại mình để phía dưới màn hình để được tư vấn và được cái giá của nhà quý chú chị nha. Và một lần nữa Cường chào quý cô chú chị. Silent Night Street.